Vị chua của cà phê không phải ai cũng thích. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng này thì không phải ai cũng biết. Và trong video hôm nay, Tâm sẽ hướng dẫn các anh chị cách khắc phục vị chua của dòng Robusta Honey và Arabica. Rồi thì Tâm có nhận được một cái tin nhắn từ người khách hàng, và người ta họ đã hỏi Tâm là bên em có một cái dòng cà phê nào mà có thể giảm được cái vị chua cà phê không. Thì Tâm hỏi là trước đây anh đã sử dụng cái loại cà phê ở đâu, thì anh mới nói rằng anh đã sử dụng một cái nhãn hiệu cà phê ở Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khi đem về thì vị của cà phê rất là chua và nồng. What? Vì cái lý do đó mà anh muốn đổi cái cà phê. Thì Tâm mới nói rằng thế anh có muốn sử dụng cái dòng Robusta Honey hay không? Thì anh nói là thôi, cái dòng đó anh không có dám sử dụng nữa, bởi vì vị của nó rất là chua. Tuy nhiên Tâm đã nói với anh rằng bên em có cách khắc phục để giảm được cái tình trạng vị chua của dòng Robusta Honey. Wow. Thì sau một vài câu thuyết phục nữa, anh đã quyết định là đặt cái dòng này. Bởi vì gu của anh là một người có một cái gu rất là nhẹ nhàng. Vì thế mà những cái loại cà phê đậm đà thì anh không thể nào uống được. Và qua cái câu chuyện này, chúng ta mới hiểu ra rằng không phải ai cũng thích được cái vị chua của cà phê, đặc biệt là dòng Robusta Honey. Vì vậy mà chúng ta phải biết cách làm thế nào để trung hòa được cái vị chua này. Cái vị chua của cà phê Arabica hay là Robusta Honey là một cái vị chua thanh nhẹ. Nhưng nếu như chúng ta không biết cách rang thì sẽ làm cho vị chua này nó trở nên nồng và rất là khó chịu. Và sau đây thì các anh chị hãy cùng Tâm xem hai cái dòng cà phê mà Tâm vừa mới nhắc tới nhé. Và đây, trên bàn của Tâm là hai cái dòng cà phê. Phía bên tay trái của Tâm là dòng Arabica, phía bên tay phải là dòng Robusta Honey. Và các anh chị biết không, để khắc phục được cái tình trạng vị chua cà phê thì chúng ta sẽ có một cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta có thể rang vừa. Đối với dòng Robusta Honey và Arabica thì khi chúng ta rang vừa, nó sẽ tạo được cái hương thơm hậu ngọt, và vị cà phê của nó sẽ giảm được cái tình trạng vị chua cà phê. Đây các anh chị này, đây là cái cửa rang vừa của dòng Arabica. Đây là cũng là cửa rang vừa của dòng Robusta Honey. Và vì sao Tâm lại rang như thế? Vì Arabica là một dòng cà phê có vị thanh chua nhẹ. Nhưng nếu như chúng ta rang quá nhạt thì vị cà phê của nó sẽ rất là chua và chua rất là nồng, khiến cho cái người uống cà phê rất là khó chịu. Còn đối với Robusta Honey là một cái dòng cà phê mà nó cũng được lên men. Vì vậy và nó cũng có một cái vị thanh chua. Tuy nhiên nếu như chúng ta rang quá nhạt thì chúng ta sẽ nhận được cái vị cà phê của nó chua rất là gắt. Và không phải ai cũng thích cái vị chua này. Vậy thì đối với rang đậm thì như thế nào? Đối với Arabica, nếu như chúng ta rang đậm thì vị của cà phê của Arabica dường như là mất đi, cái vị thanh chua nó giảm bớt, thay vào đó là vị đắng. Thì như vậy nó sẽ phá vỡ đi cái vị của Arabica. Còn đối với Robusta Honey, nếu như chúng ta rang đậm thì cà phê của chúng sẽ bị một cái tình trạng đó là vị đắng, mất hương thơm, hậu ngọt bị giảm đi. Vì vậy mà chúng ta nên rang vừa để khắc phục được cái tình trạng vị chua của hai loại này. Và khi chúng ta rang vừa thì các anh chị pha ra cái nước cà phê của chúng ta có một cái vị đậm đà như vậy là ok. Còn nếu như cái nước cà phê của chúng ta mà quá sức là loãng thì chúng ta nên cân nhắc lại cái việc rang của mình có đã phù hợp với cái cỡ rang vừa như Tâm đã nói ở phía trên hay chưa. Cách 2, để giảm cái vị chua cà phê thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng cà phê không được lên men quá mức. Vì khi cà phê lên men quá mức thì trong quá trình rang cà phê sẽ bị chua. Và đó là cách khắc phục vị chua của Robusta Honey và Arabica. Và nếu như các anh chị cảm thấy yêu mến Tâm thì hãy cho Tâm một like. Và những anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Tâm nhé. Và lịch phát sóng của Tâm sẽ từ thứ 2, 4, 6 và lúc 8 giờ tối. Còn bây giờ thì Tâm xin hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin được mến chào các anh chị. Và Tâm chúc cho các anh chị luôn được vui vẻ, thành công và bình an hơn trong cuộc sống.